Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Ok, thì đến với cái video ngày hôm nay, mình sẽ đi chia sẻ cho anh em một số cái combo kết hợp kỹ năng nhân vật lại với nhau để tùy vào từng cái tình huống hoặc là tùy vào từng lối chơi của anh em để anh em có thể lựa chọn ra cái combo phù hợp nhất với mình. Như anh em cũng biết rồi, thì Ghana bây giờ cho tới một nhân vật ba kỹ năng liền, không như ngày xưa. Ngày xưa thì đầu tiên là có một thôi này, xong rồi cái lên hai, xong rồi lên ba, không biết là sau này có lên bốn hay không thì mình không biết, nhưng hiện tại thì vẫn đang ở là ba. Đầu tiên là những cái nhân vật, trong tất cả các nhân vật thì mình sẽ kể ra hai nhân vật có cái kỹ năng đặc biệt là ngon nhất. Vậy nên ấy là trong bất kỳ cái tình huống nào hay là anh em kết hợp bất kỳ combo nào cũng nên có hai nhân vật này. Thứ nhất là Enryu, đó, một chàng trai có khả năng tăng giáp. Thứ hai là Kenly, một cô nàng có khả năng chạy nhanh khi mà ấn nút chạy nhanh. Theo mình nghĩ thì cô nàng Kenly này sẽ ngon hơn cô nàng Kazolai một tí. Tại vì bây giờ rất ít anh em sử dụng súng shotgun, đa phần là dùng thôi. Nên là Kenly sẽ là lựa chọn tốt hơn cho anh em. Rồi thì đối với mỗi cái combo thì nó sẽ chia ra làm rất là nhiều trường hợp. Có người thì chơi theo lối đi săn, có người thì chơi theo lối đi nấp, có người thì chơi theo lối vừa săn vừa nấp, có người thì lại thích chạy bo thôi. Vậy nên là mình sẽ nói rõ từng trường hợp để anh em ghép cho nó dễ nhé. Đầu tiên là lối người gọi là thích hổ báo solo và liên tục đi săn thì anh em có thể sử dụng cái combo như sau: Kenly cộng với Enryu cộng với một kỹ năng của anh chàng Miguel nữa. Anh em biết đúng không? Ok, một bé này. Đồng đội của bạn này đâu? Tại sao lại cái combo đi săn nó lại có bao gồm cả Enryu, cả Kenly mà lại có cả Miguel? Tại vì đi săn thì anh em cần phải chạy nhanh, tiếp cận địch tốt. Ngoài ra thì lượng giáp cũng phải nhiều. Với lại khi mà nhân vật Miguel ấy, thì khi anh em giết người ấy, sẽ được thêm một lượng EP đó. Cứ giết người là được EP thôi, cả đấy thì coi như là máu dự phòng rồi. Nên là mình nghĩ nó sẽ tuyệt vời nếu mà anh em sử dụng để đi săn. Ok, đồng ghê. Rồi, hai bé. Đồng đội của bạn này đâu? Bốn x quá tuyệt vời. Trên cái tầng 2 của ngôi nhà này thì vẫn có người, nhưng mà bây giờ mà công lên thì khá là nguy hiểm. Để mình lọc đồ xem nào. Ok, kệ thanh niên ở bên trên đi. Đấy là với những thanh niên nào mà thích kiểu combo thuần đi săn nhá, thì mình vừa nói rồi. Còn anh em có thể tham khảo thêm cái combo của mình sử dụng, đó là Kenly cộng với Four cộng với Miguel. Thì tại sao lại sử dụng như thế này? Tại vì là mình thường ấy hay sẽ chịu một chút bo ở ngoài để nhặt đồ, nên là mình cần sử dụng nhân vật Four. Còn Kenly thì tất nhiên anh em biết rồi, quá là lợi rồi. Hai như phía trước mặt này này, bắn mãi không gục. Ok, một bé. Tưởng gì? Đồng đội đâu mà không nên cứu? Ok, giết luôn cho nó lành. Đó, anh em thấy đấy. Kenly thì khi mà tiếp cận địch thì cực kỳ nhanh luôn. Combo thứ hai là combo thuần chạy bo và chịu bo. Thì anh em có thể sử dụng như là Kenly cộng với
Enryu và cộng thêm với Thor nữa thì sẽ chịu bo cực tốt. Ủa, ta thế. Trong mọi hoàn cảnh anh em nên nhớ nhá, anh em kết hợp nhân vật gì cũng được nhưng mà bắt buộc là phải có Kenly cộng Enryu, tại vì hai cái nhân vật này là gần như là mạnh nhất game rồi, tăng giáp và tăng tốc độ di chuyển. Hai thanh niên kia đang quyết định ăn mình anh em ạ. Ngoài ra ấy, thì anh em có thể kết hợp thêm một cái combo nữa là Kenly này cộng với Enryu cộng với Misa. Anh em nào thích kiểu chơi bài đua tốc độ thì có thể sử dụng cái nhân vật Misa để lái xe nhanh để đi săn cho nó dễ. Như mình thì mình đa phần mình chạy bộ thôi. Thủ nhà mà được à. Cầm luôn. Thủ nhà này. Quá tuyệt vời anh em ơi. Hoặc là anh em cũng có thể sử dụng Kenly này cộng với Enryu cộng với Maxine. Cái combo này sẽ tốt hơn trong những cái trường hợp solo tay đôi. Tại vì bơm máu nhanh hơn là anh em đã có lợi hơn rồi. Có nhiều anh em sẽ thắc mắc là làm sao để mà ghép được cái nhân vật khác vào thì cũng đơn giản thôi. Anh em chỉ cần tiêu tốn 15.000 vàng và mở khóa ở trong cái nhân vật là được. Nhân vật cái kỹ năng mà anh em ghép vào cái nhân vật chính ấy, thì kỹ năng phụ của nhân vật level bao nhiêu thì khi ghép vào nhân vật chính nó sẽ bằng bấy nhiêu luôn. Còn một số anh em thì lại thích bắn Famas nên là cần một lượng đạn cực kỳ lớn. Vậy nên là anh em cũng có thể kết hợp giữa Kenly này cộng với Enryu cộng với cô nàng gì ta, mình quên mất tên của cô nàng này rồi, cái cô nàng mà có cái kỹ năng mà tăng cái lượng hòm đạn lên đấy. Thì kết hợp giữa ba cái nhân vật này thì anh em có thể thoải mái sử dụng đạn súng trường luôn, bắn pha mát gãy tay không hết đạn. À, mình nhớ rồi, Paloma chuẩn không cần chỉnh luôn. Ngoài ra thì cũng có một cái nhân vật vừa mới ra mắt đó là Antonio gì đó. Thì cái thanh niên này được nhiều máu hơn người bình thường nhưng mà do là mua thì mất kim cương anh em ạ, nên thôi đành bó tay thôi. Ngày xưa ấy, thì những cái nhân vật ở trong game ấy thì cứ 2 tuần đầu là người ta sẽ bán bằng kim cương, sau đó ấy, là người ta sẽ bán bằng vàng. Nhưng mà bây giờ thì khó khăn cho anh em rồi, tất cả nhân vật đều chuyển hết thành kim cương hết rồi. Nếu mà tính ra một cái combo chuẩn nhất mà anh em có thể dùng ấy thì có thể nói là Enryu này cộng với Kenly cộng với Paloma là dành cho những người thích bắn Famas nhá. Còn kết hợp với Maxim là dành cho những người thích khả năng solo hơn. Ngoài ra thì còn cô nàng Nikita, nhưng mà Nikita thì chỉ có phù hợp với những anh em nào thích bắn tiểu liên thôi. Rồi, ba thanh niên liền. Một bé. Hai bé. Ok, ba bé luôn. Rồi đi. Tuyệt vời. Đó, em thấy không? Ăn hôi thì cứ phải gọi là thôi rồi luôn. Mà tính ra thì ăn hôi cũng là cả một kỹ năng anh em ạ, không phải là ai cũng ăn hôi được đâu. Thanh EP của mình lúc nào cũng đầy, tại vì là mình rất máu đi solo nên là mình thường để cái nhân vật Miguel. Quá trời đồ luôn mà mình full mất đồ rồi.
tay cầm 3 đâu nhỉ? Đây rồi, bom kêu quá trời anh em ạ. Ok, vào bo thôi. À, một thanh niên trên sườn đồi này. Quá mất rồi. Mình sẽ lùa và tiêu diệt nốt cái thanh niên này luôn. Đâu rồi? Đây rồi. Ok. Vẫn còn đồng đội. Rồi, cứ vứt bạn ấy thế ở đấy thôi. Đó, chết rồi. Bây giờ thì nhân vật toàn bán bằng kim cương nên là để mà gọi là cân nhắc để mua được những cái nhân vật vừa ý để kết hợp vào cái combo ấy thì nó cũng hơi khó khăn. Vậy nên là nếu mà anh em không chê thì có thể kết hợp vào cái combo gọi là trường hợp nào cũng được. Như mình này. Ôi, từ từ anh em ơi. Xuống xe. Ok. Bơm chút máu đây anh em ạ. Đó, mọi người thấy không? Những cái trường hợp này thì sẽ rất là lợi. Này thì thích chơi nhau phải không? Ok, vô bo. Này thì chơi mình nè. Đó, mình sẽ chia sẻ em một cái combo mà trường hợp nào cũng được nhá. Tenryu cộng với lại Kenly cộng với cô nàng Paloma, được chưa? Phù hợp gần như tất cả các trường hợp luôn. Đâu rồi, vừa thấy một cô nàng đâu rồi. Đây rồi. Ok. À, đồng đội của bạn ấy kìa. Rồi, chưa chết luôn. Có lẽ là mình nên vào bo thôi. Tại vì nếu mà ở bo solo ngoài bo bây giờ thì gần như là mình thiệt hoàn toàn. Mà không phải là mình mà thiệt cả hai người luôn. Đơn giản giờ cái bo nó cắt rất là đau. Khi mà anh em sử dụng cái nhân vật Paloma ấy, thì anh em có thể đỡ được 80, 90, 100 viên đạn thôi. Thế là có thêm cái dung tích để mà chứa những cái thứ khác. Hoặc là trường hợp những cái Palo 1, Palo 2 chẳng hạn. Đó, có thể để dành Palo để nhặt máu. Còn đạn thì do là cái nhân vật Paloma thì 90 viên đầu tiên là không mất mất dung tích của ba lô rồi. Còn tùy vào cấp nhân vật Paloma của anh em đến đâu nữa cơ. Ok. Tuyệt vời. Mình lại ở trong bo rồi. Còn 9 người nữa thôi anh em ạ. Mình sẽ cam cái cây cầu này. Kiểu gì chả có mấy thanh niên chạy từ bên kia sang đây mà. Hiện tại trên bản đồ chúng ta còn tới 7 người. Hay quá. Cái gầm cầu này lại trong bo. Sáu người nữa thôi. Bốn người nữa thôi.
có xe phía trên luôn này. Bắn được mình kìa. Bây giờ sao đây anh em? Có nên liều mình chạy vào bo không? Ok, tuyệt vời. Vô bo luôn. Cơ hội của mình ở đây chứ ở đâu mà. Tự dưng lại có một thanh niên chui xuống gầm cầu. Đồng đội của thanh niên ở dưới gầm cầu đâu rồi? Trên trời anh em ạ. Bạn ý ở trên trời. Bắn chán chưa? Bắn chán chưa? Hay lắm, bò về mình rồi. Để xem bạn ấy có phải chạy vào bo không nào. Xuống đây. Chạy bò đi cưng. Ai à, nhiều bom kêu ghê. Ok, tuyệt vời. Đó, mình lại được nhân giống rồi. Cuối cùng là cảm ơn tất cả những người anh em đã theo dõi video này của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Tạm biệt và chúc mọi người một ngày thật là tốt lành. Bye bye.